Tình hình Pháp và Anh, hai nước này đang có cái vấn đề căng thẳng là sau cái vụ 27 người di cư từ Pháp, nó không biết sao lại muốn chạy sang Anh. Thì thực hai nước nó cũng ngang ngang, đã thấy bao nhiêu năm rồi, thì không hiểu tại sao mà lại muốn vượt biên trong cái trường hợp đó. Thì Pháp đã từ chối đề nghị tuần tra biên giới chung với Anh sau vụ 27 người di cư đã bị chết. Đây là lời của Thủ tướng Pháp là Jean Castex nói với người đồng cấp bên Anh là Boris Johnson, rằng Pháp sẽ từ chối đề nghị tuần tra biên giới chung giữa hai nước sau cái vụ 27 người di cư đã chết đuối tại ngay cái eo biển Manche. Thế là gây ra cái căng thẳng đó. Theo hãng tin AFP dẫn cái nội dung bức thư ông Castex viết gửi cho ông Johnson cho biết là chúng tôi không thể chấp nhận việc cảnh sát hay quân đội Anh tuần tra trên bờ biển chúng tôi. Đây là vấn đề chủ quyền. Tuy nhiên, bức thư không đề cập tới hướng giải quyết trực tiếp một đề nghị gây tranh cãi khác của ông Johnson về việc trục xuất tất cả những người đã di cư vượt qua eo biển này phải trở về Pháp. Thủ tướng Anh tin rằng biện pháp này sẽ giúp giảm đáng kể những cuộc vượt biên. Nhưng chúng ta cũng hiểu là Anh và Pháp thì trước đây có cái nữa là Pháp bị sau cái mất cái hợp đồng đó quý vị, cho nên là họ rất dễ dàng gây hấn với những cái nước chung quanh. Trong thư thì ông Castex cho biết là Pháp sẽ làm việc để hướng tới một thỏa thuận di cư giữa Liên minh châu Âu, tức là EU và Anh để có thể bao gồm cơ chế chuyển giao có đạo đức hơn. Gửi trả những người di cư cho chúng tôi không phải là một lựa chọn và không phải là một cách có trách nhiệm để giải quyết vấn đề. Đó là lời của Thủ tướng Pháp viết. Tuần trước thư gửi cho Tổng thống Macron thì ông Johnson cũng đề nghị các cuộc tuần tra biên giới chung giữa hai nước sau khi có 27 người di cư thiệt mạng tại eo biển Manche trong khi đang tìm cách tới được bờ biển nước Anh. Ông Macron đã phản ứng với bức thư của ông Johnson cho rằng cách tiếp cận qua thư của ông Johnson là không nghiêm túc. Giới chức Anh và Pháp đang tranh cãi xem ai phải chịu trách nhiệm chính trong cái vụ 27 người di cư và bị chết đuối tại eo biển này. Thời gian qua thì quan hệ giữa Anh Pháp đã vốn đã căng thẳng liên quan tới nhiều vấn đề, trong đó có thỏa thuận. Chúng ta nhớ là cái AUKUS đó, tức là giữa Mỹ, Anh và Úc, tức là cái liên minh đó lại không đếm xỉa gì, không mời Pháp, là Pháp đã mất cảm tình. Và ngoài ra thì Pháp còn mất cái hợp đồng trị giá cái tàu ngầm đó là hàng tỷ đô la, và xung đột về vấn đề giấy phép bắt đánh cá sau cái thời gian gọi là hậu Brexit giữa hai nước, thưa quý vị. Yeah.